Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục giới thiệu cho người một cái dòng máy mài hai đá của hãng Tuncen, có cái mã là 79646. 79646 cửa hàng mình đang bán với giá là 678.000 nha anh em. 150W đĩa 150mm. Đó, hàng chính hãng của Tuncen, bảo hành 6 tháng. Đây. Cái tốc độ quay của nó là 2950 vòng 1 phút. Dòng điện 230V 50Hz anh em á. Đó. Nha. Rồi. Thì về cái đá này thì mình nói thẳng anh em luôn nha, là cái này là sử dụng dây nhôm. Đa phần những cái máy mà mài hai đá mà nhỏ nhỏ này nè, của hãng Inco, Toto, Macro, Tonsen đồ, anh em dây nhôm hết, không có dây động. Hãng nói rõ luôn cái tốc độ của máy mài hai đá với mình mài với như vậy thì nó làm dây nhôm là được rồi, không cần phải xài dây đồng ha. Khi nào mình xài công nghiệp nặng thì mình mua máy lớn hơn rồi hỏi dây đồng anh em ha. Gia đình thì nó chỉ vậy thôi nha. Đây nè, đây là cái máy đó này ha. Tonsen. Đá 150mm. Ồ, cái này dập từ Tonsen nổi nè, rất là đẹp anh em. Thiết kế cái mâm này nó dập sóng này nè, nó làm anh thấy không? Mấy hãng khác làm thẳng luôn không có như này. Đó, nhỏ gọn thôi, 150W anh em á. Đó, Tonsen. Cái đế thiết kế cũng đẹp hơn người ta anh em. Mấy dòng khác cái đế mình thấy nó xấu lắm. Dòng này thiết kế cái đế làm cũng góc cạnh nè ha, cứng cáp. Cái đế này nè. Mấy dòng kia cái đế này nó làm trò nó thô lắm ha, anh em để ý nha. Để những cái dòng máy mài cái dòng này làm đẹp, cái đế này nó sắc một chút đó. Nhỏ gọn. Cái đá này bề ngang anh em, bề ngang con này thì tầm nó là 15 nha đó. Cái bề rộng của cái đá này 15, còn cái đường kính nó là 180mm. Thì phụ kiện theo nó là gồm những cái bát cử ha, để mình gắn cho đây, rồi cái miếng tre à. Thì đúng đúng cử ha, đây có cử gắn vô đây nè, miếng tre sơn ha, phụ kiện này đủ để chúng ta xài, dù chúng ta mài dao hoặc mài gia đình hoặc mài gì ha. Đó, rồi cắm điện vô cho anh em nghe cái tiếng máy. Máy chạy rất là êm nha, máy chạy rất là êm, rất là đã. Cái này chúng ta đưa xuống ta mài thôi anh em nhá, ta mài dao mài như ta mài thôi đó. Công việc vậy thôi, rất là êm luôn ha. Đã. Thì nó những con này thì chúng ta mài gia đình được anh em ha. Nếu mà gọi là mài xưởng thì mình nghĩ nên đầu tiên con lớn hơn nha. Đá phải 2 tấc ha, mài xưởng đá 2 tấc bản lớn để chúng ta mài, thì nó có 2 tấc nó lớn anh em, nó sẽ có trớn nó quay. Còn như về mài gia đình mài con này thì con này là ngon rồi ha, anh em để ý khi mà cái chuẩn của con này nó cao anh em, khi mà gần hết nó cũng cái mức độ rung anh em, nó gần như là không không đáng kể luôn á, mình nó không rung đúng không, gần như là không, nó không có, không có mà nó im lắm anh em. Anh em để ý mà cái độ mà đồng tâm của cái đá của những cái con này nó rất là chuẩn luôn ha. Đó, anh em đi. Còn những cái dòng khác anh em đi, khi mà chúng ta xả gần hết là nó có cái độ rung, rung hơi lớn. Lý do là cái này, cái đá này nó chưa có đồng tâm ha. Đại khái như vậy, nó hơi ít thôi nhưng mà vẫn chấp nhận được. Đó, nhưng mà con này thì nó ok hơn, thấy nó đều hơn. Khi anh em bật lên chạy êm mà khi anh em tắt luôn nó cũng không có nhảy nhảy, nhảy cái máy ha. Có những cái máy mà khi mà tắt xong cái nó nhảy anh em, là nó cái đá nè, nó không có đồng. Ha. Rồi ok, chạy cho em ru rồi. Nếu mình bật nữa thì nó cũng thế thôi. Anh em cũng không nghe được cái tiếng ha, nó êm lắm. Thì thương hiệu nào cũng vậy anh em, vẫn có những anh em yêu thích về thương hiệu đó. Ví dụ như trong có cho mình bán á, cũng có nhiều anh em chỉ muốn mua Tonsen, có những anh em lại chỉ muốn mua Inco hoặc là Toto, mặc dù hai cái ông Inco Toto cũng như nhau. Và nhiều anh em là thích cái màu xanh, nhiều anh em là thích cái màu vàng ha. Tại vì nó sẽ có như thế này. Ví dụ như anh em thấy thấy bạn mình đang xài cái hãng Inco Sài Gòn thì anh em mua Inco. Tư vấn Toto là anh em không có mua.
Hoặc là anh em thấy xung quanh mình xài cái máy Inco nó ngon thì anh em vô là chỉ mua Inco thôi. Nó giống vậy đó. Hoặc là anh em thấy anh em xài mình xài máy Tuncen nó ngon là anh em chỉ việc mua Tuncen, bởi vì cái người mình thấy người ta xài ngon rồi thì mình muốn mua cái giống vậy thì mình xài cho nó yên tâm. Còn tư vấn khách hàng thì lúc nói thì nó cũng còn chưa tin tưởng bằng cái vấn đề mà anh em thấy người ta xài làm sao thì mình mua giống vậy mình xài. Do vậy á, những cái máy mài hay đá mặc dù Tuncen nó mắc hơn hãng Inco một chút, hãng Inco đầu thì nó chỉ có 500 mấy thôi, 500 mấy, nhưng mà cái con Tuncen này nó mắc hơn, nó tới 678 ngàn, mắc hơn 100 ngàn ha. Mà nhiều anh em cũng là thích thích Tuncen ha, đó như vậy. Chứ không phải mình nói giá này mắc hơn để mua một kia, nó khác anh em. Nếu mà mình suy nghĩ ở góc độ khác, mình suy nghĩ là cái nào rẻ anh mua thì ok, anh em muốn lựa chọn nào rẻ anh mua, còn mình không nói về thương hiệu. Còn nhiều nhiều anh em lại thích về cái thương hiệu của nó ha. Mình đây mình bán hàng ở chỗ đó, nhiều anh em thích về thương hiệu, ok, mắc cũng mua, mắc hơn chút cũng mua, không có vấn đề gì. Mặc dù nó là thương hiệu của Trung Quốc hết anh em ạ, mặc dù là thương hiệu Trung Quốc hết nhưng mà anh em có niềm tin về nó. Nói chung khi mình bán hàng á, anh em có niềm tin về thương hiệu nào là anh em hay mua thương hiệu đó. Hay cho dù mình có hướng dẫn hay chăng nữa thì anh em cũng quyết định mua cái đó thôi à. Thì mình có niềm tin mà. Giống như giờ mình thích đồ xịn đó thì mình mua Dewar Milwaukee, thì mình thấy xài Mỹ, xài quen, xài ngon rồi ha. Anh em tư vấn mà Boss Magna cũng không có mua nữa. Đó. Hoặc là anh em xài Boss Magna quen rồi anh em có tư vấn qua ông Milwaukee Dewar cũng không có mua nữa. Đó là cái niềm tin của anh em về cái thương hiệu để anh em xài. Ok ha. Rồi. Máy mài hai đá của Tuncen 150W 796 46, giá là 678 ngàn anh em, giá chưa còn ship nha. Anh em mua hàng liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc các cái hàng mình mua, các showroom mình mua nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.